Xin chào mọi người, đây là quang cảnh của sân vận động Thiên Trường. Chúng ta nhìn từ phía bên này của Hồ Vịnh Hoàng. Và đây chắc chắn là nơi mà bóng đá của Nam Định, hay là nói chính xác hơn là bóng đá của Hà Nam Ninh trước đây đã phát tiết từ đây. Và sân vận động này trước đây thì có tên là Start và sau đấy chuyển thành Chùa Cuối và bây giờ là Thiên Trường. Thiên Trường là muốn nhắc đến phủ Thiên Trường của Nam Định, nơi phát tích của họ nhà Trần. Đấy, với cái hào khí Đông A mà tất cả chúng ta đều biết. Và bóng đá của Nam Định thì rất là nổi tiếng với cái đội bóng đầu tiên chính là Cô Tông Canh. Đấy, và khi mà người Pháp sang Việt Nam của chúng ta và chọn Nam Định là nơi đặt các nhà máy dệt thì chúng ta biết là Nam Định đã có đội bóng là Cô Tông Canh, tức là nhà máy dệt. Và thời điểm đỉnh cao thì bóng đá Nam Định đã có đến tận 3 đội, đấy là đội thanh niên, đấy là đội công nghiệp và đội công an. Đấy, và lần gần nhất mà họ giành chức vô địch là năm 1985. Và Nam Định vô địch. Và sau 16 năm thì sân Thiên Trường có lại đông như này. Đây bây giờ chúng ta nhìn thấy các đội viên đây. Kỷ lục mới rồi. Trên 30.000 chắc chắn rồi. Hôm nay là phải 35.000. Hôm nay mà sân Thiên Trường có khi 80.000 chỗ ngồi cũng không còn một chỗ trống chứ. Đây chúng ta có thể nhìn thấy Xin chào, chúng ta có thể nhìn thấy cái bãi xe đây. Bãi xe đang được nêm kín đây. Và chắc chắn là bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem là bà con ở đây kiếm một tấm vé nó khó khăn như thế nào. Cách đây 2 ngày thì huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ có gọi điện cho tôi và hai anh em có nói chuyện với nhau. Anh có nói rằng là anh cảm thấy rất vui, rất xúc động khi mà cái giấc mơ, những cái trận đấu của Nam Định xuất hiện ở thị trường Chợ Đen cũng đã trở lại. Ý muốn nói là những cái trận cầu ở Nam Định nó rất là nóng bỏng và mọi người rất mong muốn là có được một tấm vé để vào sân Thiên Trường. Anh Sĩ có nói rằng là trước đây thì cảm thấy rất là buồn khi mang một tấm vé mời đến cho những người mình yêu quý thì họ còn hỏi một câu là ngày hôm nay Nam Định đá với ai. Nhưng mà chắc chắn là ngày hôm nay thì sân Thiên Trường sẽ không còn một chỗ trống. Và điều cực kỳ quan trọng là một chỗ ngồi trên sân Thiên Trường bây giờ trở thành điều quý giá nhất ở Nam Định. Chắc chắn là như thế rồi. Và lâu lắm rồi thì chúng ta mới nhìn thấy sân Thiên Trường đông đúc như thế này. Đấy, một cổ động viên rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy là tam đại đồng đường đây đúng không ạ? Ông bố và con. Đấy, chúng ta thấy ba thế hệ đi xem bóng đá này thì còn gì mà bằng vui bằng. Hello. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào để xem là một tấm vé ở đây người ta sẽ khó khăn như thế nào thì có được. Và theo thông tin mà chúng tôi biết được thì tấm vé đắt nhất đã có giá là 1 triệu đồng rồi. Tức là nó tăng đến 25 lần so với bình thường rồi. Đây là một điều không hề đơn giản đúng không ạ? Anh ơi, xem phỏng vấn tí được không ạ? Anh ơi, anh có vé chưa? Anh mua vé như thế nào ạ? Có khó không ạ? Mua đăng ký qua hội cổ động viên. À, tức là nếu mà thông qua hội cổ động viên thì anh thấy là nó đơn giản hơn hay là nó phức tạp hơn ạ? Ok nhá. Sáng ngày hôm nay thì em thấy là có rất là nhiều người đứng đây để xếp hàng. Anh có phải dậy từ sớm không ạ? Bốn giờ sáng anh mới mua được vé này. Đã bao giờ anh đã phải dậy sớm như thế để mua một tấm vé chưa? Chưa. Và tại sao anh lại dậy sớm như thế để mua một tấm vé? Nó có giá trị như nào với anh ạ? Bởi vì cảm thấy anh thấy khó quá cho nên bắt buộc anh phải đi dậy sớm. Và nếu như giả sử hôm nay anh không vào sân xem bóng đá được thì như nào ạ? Nếu giả sử hôm nay anh không xem bóng đá được thì anh có cảm thấy nó là một cái điều tiếc nuối cho cuộc đời của mình không? Quá tiếc ạ. Nhưng đối với Hoàng Anh Gia Lai rất là nuối tiếc đấy. Đấy, và đây các bạn nhìn thấy đây. Cách đây 16 năm thì Hoàng Anh Gia Lai cũng ra đây làm khách và sân Chùa Cuối vào thời điểm đấy đang xây dựng. Và thực sự thì cũng là một cái hình ảnh rất là ngoạn mục, nhưng chắc chắn là cháu bé này chưa được sinh ra. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là bố rồi các chú, các bác, các ông sẽ kể cho cháu nghe. Và sẽ có rất nhiều những ký ức về trận đấu năm đó. Xin cảm ơn mọi người. Chúng ta tiếp tục. Anh ơi, cho em bảo vấn tí được không? Anh ơi, cho hỏi tí là tại sao anh lại có nhiều vé như này? Đây là anh em mua 3 ngày hôm nay mới có đấy. 3 ngày ạ? Anh mua cho bao nhiêu người ạ? Không phải, đây là tất cả anh em vừa góp vào chứ không phải là mua. Tức là toàn bộ những anh em của nhóm mình có đủ vé không ạ? Đúng rồi, đúng. Anh có cảm thấy là may mắn không ạ? Vì còn rất nhiều người đang về và không có máy. Đây là anh em là kỳ công lắm đấy. Thế ạ? Từ tuần trước đã lên kế hoạch mua vé rồi. Khi mà anh cầm trên tay tấm vé này thì anh cảm thấy nó thế nào ạ? Cũng rất là vui và tự hào với đội bóng quê hương của mình.
Và nếu như ngày hôm nay anh không được vào xem trận đấu này thì anh cảm thấy như nào? Tất nhiên là phải vào rồi. Nếu như không thể vào nếu được. Như không thể vào thì chắc chắn là về nhà xem TV. À vâng. Nếu bây giờ có một người trả anh 1 triệu một tấm vé, anh có bán không ạ? Không bao giờ bán luôn. 10 triệu thì sao ạ? Cũng không bán luôn. À rất là cảm ơn anh vì tình yêu như vậy. Cảm ơn anh rất nhiều. Đấy các bạn thấy không? Đây, hàng dòng người đây, các bạn có thể nhìn thấy. Rất là đáng nói. Đây. Đây là những hình ảnh mà tôi luôn luôn rất là muốn các bạn nhìn thấy. Có lớp Minh Hải. Bố luôn luôn bế con ở trên tay. Và tình yêu bóng đá luôn là như thế. Được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Rất tuyệt vời. Những cô gái, những chàng trai rất đẹp trai. Rất đây, mọi người đang trêu tôi các bạn ạ. Rất đây. Đi làm lại nhá. Đấy. Đấy rồi, yên tâm. Đây rồi. Đây rồi. Đi làm thì ra chứ. Ok. Đây các bạn có thể nhìn thấy những hình ảnh như này rất là đẹp đúng không ạ? Rất là lâu rồi mới nhìn thấy những hình ảnh tuyệt vời như này. Và chắc chắn là với những hình ảnh như này thì bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ phát triển rất là mạnh. Tuyệt vời. Các bạn có muốn gửi một lời đến người hâm mộ cả nước hay không? Nam Định cố lên, Nam Định cố lên, Nam Định cố lên. Nam Định có thể không vô địch nhưng Nam Định luôn luôn là số 1 đúng không ạ? Rất hay, một câu nói rất hay ở thiên trường các bạn ạ. Nam Định là 1. Rất tuyệt vời. Hôm nay thì không biết là đội nào thắng, không biết đội nào thua và không biết đội nào hòa. Nhưng ngày hôm nay bóng đá Việt Nam sẽ thắng với những hình ảnh rất tuyệt vời như thế này đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Nam Định có thể không vô địch năm nay nhưng họ là số 1 trong mắt người hâm mộ. Số 1 thế này. Đây các bạn nhìn đây. Trong những ngày này nhá, trong những ngày này các bạn ạ, người ta không khoe tiền, người ta không khoe bạn gái xinh đẹp đâu, mà người ta khoe tấm vé vào sân Thiên Trường. Có đúng không ạ? Rồi, ai rồi đây các bạn? Đây, đây là anh Lai. Một lát nữa thì chúng ta sẽ phỏng vấn Lai. Chào lửa Thiên Trường luôn luôn là như thế. Tinh thần đông hai đây. Và ngày hôm nay Thiên Trường sẽ biến thành Thiên Đường, các bạn ơi. Rất hay. Một lát nữa chúng ta sẽ phỏng vấn Bùi Đức Lai để biết được xem là hội cổ động viên đã nghèo tiền nhưng mà không nghèo. Đang mình nghèo về tiền nhưng không nghèo về thể thao. Đấy ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Ông ơi, ông xem bóng đá ở Nam Định bao nhiêu lâu rồi? Tôi á. Vâng. Từ năm 63 đến giờ. Vâng. Từ ngày 13 đến giờ chủ nghĩa là đến bây giờ. Vâng. Từ năm 63. Và đến bây giờ thì ông đã bao giờ ông thấy cái không khí nó như thế này chưa? Lúc nào Nam Định cũng là truyền thống. Vâng. Lúc nào cũng là truyền thống. Kể cả thua cũng vẫn là truyền thống. Thế còn những lúc mà sân Thiên Trường vắng khán giả và những lúc mà đội thi đấu ở hạng nhì thì lúc đấy tình cảm của ông như thế nào ạ? Nó có mất đi không ạ? Hơi buồn một tí. Vâng. Nhưng mà vẫn có ý chí. Vâng. Rất tuyệt vời, cảm ơn ông. Đấy, ông nói rất hay. Và bên cạnh có một bạn đang ngồi ở trên vai bố. Không biết là nghe ông kể câu chuyện về những năm 63 thì mọi người cảm thấy như thế nào? Đấy, tôi cảm thấy rất vui. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục những hình ảnh về cổ động viên Nam Định. Các bạn ơi, không biết là ở những cái phố lớn nó hàng vài trăm triệu một mét vuông đất, không biết là mọi người có chặt như này hay không? Nhưng bây giờ đây là rất chặt các bạn ạ. Mọi người đến với nhau rất là sát. Đây, đơn giản như thế thôi. Nam Định chiến thắng đúng không ạ? Nam Định chiến thắng chắc chắn là như thế rồi. Màu vàng sắt đỏ. Đây các bạn ơi, nhìn thấy những hình ảnh giải cứu đây. Có mặt ở trước cửa sân Thiên Trường chỉ 2 tiếng trước trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Gia Lai, và chắc chắn đây sẽ là trận đấu nóng nhất của bóng đá Việt Nam trong khoảng tầm 10 năm trở lại đây. Và đây cũng là lần đầu tiên mà tôi chứng kiến một cái cảnh các cổ động viên của Nam Định khó khăn như thế nào để kiếm được một tấm vé vào,
và chắc chắn là chiếc ghế ở trong sân Thiên Trường ngày hôm nay sẽ là điều quý giá nhất mà người dân Nam Định đang mong muốn. Để quý vị hiểu thêm về cái sự chuẩn bị cho trận đấu này thì chúng tôi có gặp anh Bùi Đức Lai là phó chủ tịch hội cổ động viên của Nam Định. Xin được hỏi anh là đã bao giờ anh chuẩn bị một trận đấu mà nó với một cái không khí hừng hực như này chưa ạ? Thực sự với người dân Nam Định nói riêng và những người yêu mến bóng đá Nam Định, với những cổ động viên như chúng tôi thì chúng tôi đã chuẩn bị cái trận đấu này từ 10 ngày nay rồi. Và đặc biệt là 3 đêm nay, ban chấp hành hội cổ động viên bóng đá Nam Định đã không ăn mà cũng chẳng ngủ để chờ đợi một cái thời khắc lịch sử sau 16 năm lại gọi tên Thiên Trường. Hy vọng rằng hôm nay Thiên Trường sẽ biến thành một cái thiên đường để thể hiện những cái tình yêu của người dân Nam Định với trái bóng tròn. Và tại sao lại chúng ta lại có một cái sự chuẩn bị nó lại kéo dài như thế ạ? Có điều gì đặc biệt ở trận đấu này ạ? Vì với người dân Nam Định, chúng tôi tất cả mọi sự chuẩn bị thật kỹ càng, làm sao đảm bảo tốt cái công tác an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu một cách tốt nhất. Thì ban chấp hành chúng tôi đã kết hợp với công ty cổ phần thể thao Dược Nam Hà Nam Định có những cái chỉ đạo tích cực. Thứ nhất là hội cổ động viên tôi đã đứng ra đại diện cho những người hâm mộ, phân phối vé trực tiếp tới người hâm mộ để sở hữu được những cái tấm vé để vào sân, mất những cái đồng tiền chính đáng, không qua tránh cái tình trạng là phe vé có đặt thỏa động. Và đến hôm nay thì chúng tôi đã phải tự hào rằng chúng tôi làm được cái việc chống phe vé 70%. Rất hay là thưa quý vị, là có lẽ là sân Thiên Trường cháy vé là chuyện rất bình thường rồi, nhưng ngày hôm nay nó cháy theo một kiểu hoàn toàn khác, đúng không ạ? Đúng. Kể từ đầu mùa đến giờ thì kiếm một chiếc vé để vào sân Thiên Trường là rất khó, nhưng trận này nó phải khó hơn rất là nhiều. Trong suốt cái quá trình đi xem bóng đá của anh đã bao giờ thấy kiếm được một tấm vé nó khó khăn như thời điểm này chưa? Thực sự với đội tuyển Việt Nam của thầy trò Park Hang-seo vô địch AFF Suzuki Cup, tôi vẫn có những cái tấm vé VIP để tặng cho người thân hay đưa gia đình tôi đi tới sân để thưởng thức một trận cầu mãn nhãn. Nhưng đặc biệt với trận cầu ngày hôm nay thì tôi vừa phải ra chợ đen, tôi mua 300.000 một chiếc vé để cho con gái tôi từ Hà Nội về dự khán trận. Nhưng việc làm của anh em tôi là phân phối vé cho tới tận tay người hâm mộ, đấy là cái điều tuyệt vời mà điều hạnh phúc nhất của những người làm chuyên môn và những cổ động viên, những người ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng như chúng tôi đã trực tiếp những cái vé được tới tay người hâm mộ, đấy là cái điều hạnh phúc và điều tuyệt vời nhất. Và thưa quý vị, là còn một câu chuyện rất quan trọng về Lai, là Lai đang mang trong mình một cái bệnh, mà bệnh này là do nói nhiều, và anh ấy đã từ chối phẫu thuật sớm, đợi sau trận đấu này xong anh ấy mới phẫu thuật. Câu chuyện này có đúng hay không, và tại sao lại có như thế ở Lai? Hôm thứ sáu vừa rồi, bác sĩ Đỗ Thu Trang, trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, là người trực tiếp khám cho tôi rất nhiều lần, và bác sĩ khuyên tôi là phải nhập viện khẩn cấp vì là cái này nó liên quan ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe rồi. Thì tôi cũng vô tình tôi chia sẻ một cái số thứ tự trên tường Facebook của tôi là dù có chết tôi cũng chơi nốt trận này, kể cả là như ngày mai tôi nhập viện có thể tôi không nói được nữa thì ngày hôm nay tôi cứ phải cháy hết mình. Yeah! Rất tuyệt vời, một câu chuyện vô cùng cảm động. Và các bạn có thấy không, là tình yêu của người hâm mộ Nam Định nó không chỉ xuất phát vào thời điểm này mà nó còn được thừa hưởng từ đời ông, đời cha, đời chú và đến đời của mình nữa. Ngày mai có thể Lai sẽ đi phẫu thuật và có thể trong một khoảng thời gian không nói được, nhưng trái tim của anh ấy sẽ luôn luôn đập một nhịp đập mang số 18 với cái màu vàng đặc trưng của người dân Nam Định. Và đấy là lý do vì sao bóng đá Nam Định luôn luôn bất diệt. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ, nơi bảng điện tử bây giờ đã được thay thế bởi một slogan: Dược Nam Hà Nam Định FC mãi mãi một tình yêu. Và nói thật là đến bây giờ thì nhiều khi chúng ta cũng rất là khó lý giải một cách đầy đủ và chi tiết vì sao tình yêu bóng đá của người Nam Định nó lại mạnh mẽ như thế, mặc cho phải trải qua rất nhiều những cái khó khăn, một giai đoạn 7 năm liền ngụp lặn ở hạng nhất, thậm chí hạng nhì. Có 6 đội đá ở giải hạng nhì mà lấy 5 đội, nhưng Nam Định thì vẫn không thăng hạng được. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy ở bên này, mặc dù trời âm u, có
thể sẽ có cơn mưa rất là lớn, nhưng đây khán giả đến rất đông. Hiện trường đã biến thành thiên đường rồi các bạn ạ. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh rất đẹp ở đây và làm cho tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Một lát nữa thì chúng ta sẽ lý giải là vì sao tình yêu của người hâm mộ Nam Định dành cho đội bóng của mình nó lại mạnh mẽ, mạnh liệt và bền bỉ đến như thế. Đây, các cổ động viên đây các bạn. Yeah, hội cổ động viên Ý Yên, đây là hội cổ động viên của huyện các bạn ạ. Hey, rất tuyệt vời đúng không các bạn? Đây, tôi tin chắc rằng là rất nhiều đội bóng thành công về mặt thành tích nhưng còn lâu mới bằng được cổ động viên của Nam Định. Không biết nói gì rồi các bạn ạ. Thật tuyệt vời. Những hình ảnh không thể đẹp hơn được. Hiện trường đây, và đây là thiên đường của bóng đá. Lâu lắm rồi, 16 năm cũng trong một trận đấu của Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Ngày xưa còn là sân Chùa Cuối, bây giờ đã là thiên trường rồi. Rất tuyệt vời. Không có biết nói gì nữa các bạn ạ. Ở đây là đội dòng. Yeah. Đúng không? Đấy. Đẹp thế này các bạn. Tôi đảm bảo với các bạn là một lát nữa thôi thì sẽ không còn một chỗ trống nào luôn. Kể cả cái việc mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ trở thành giám đốc kỹ thuật, còn huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng thì làm huấn luyện viên trưởng.
Đấy đấy, nó cũng to là một đức tin. Và kể cả Bùi Đức Lai vừa rồi có đánh giày cho các cầu thủ, nó cũng là một điều như vậy. Và quả thật thì các huấn luyện viên trong ban huấn luyện coi nhau như anh em trong một gia đình, và các cầu thủ thì coi những người trong ban huấn luyện giống như những người anh, những người cha của mình. Còn các cổ động viên ngày hôm nay họ đến đây cổ vũ cho các cầu thủ giống như cổ vũ cho con em của mình, cho những người hàng xóm của mình, cho những người đồng hương của mình. Và đấy là lý do vì sao bóng đá của Nam Định luôn luôn có được một sức mạnh, có được sự trường tồn. Hình ảnh này có thể khiến cho các bạn nhìn thấy một sự giao thoa giữa cổ động viên, giữa cầu thủ và mọi người đối xử với nhau giống như những người anh em trong gia đình. Rất tuyệt vời. Nhìn bóng đá Nam Định như thế này thì chắc chắn là chúng ta hy vọng một ngày nào đấy bóng đá Nam Định sẽ đăng quang thực sự ở trên sân chơi V-League, một sân chơi mà họ chưa bao giờ lên đỉnh cao nhất. Ngày hôm nay thì không biết đội nào thắng, không biết đội nào thua, nhưng chắc chắn bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ thắng. Bóng đá Nam Định từ đây sẽ có một cú hích rất quan trọng, và hy vọng rằng các nhà tài trợ sẽ song hành cùng với bóng đá Nam Định để có thể phát triển được nguồn nhân lực, đào tạo trẻ, cũng như là cải thiện từng bữa cơm, từng giấc ngủ, từng cái giường, cho đến kể cả những cái vấn đề cao cấp hơn như là chất lượng mặt sân hay là chất lượng y tế, cũng như là đời sống của anh em, để không ai trong số những cầu thủ giỏi của Nam Định phải đi ra bất cứ một địa phương nào khác, phải gắn bó với bất cứ một màu áo nào khác. Chúc cho bóng đá Nam Định, chúc cho những cầu thủ Nam Định của chúng ta luôn luôn mạnh khỏe và đóng góp vào cái thành tích chung của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đang đi tìm các cầu thủ của chúng ta để săn dò. Một điều rất tuyệt vời, và đây là anh Văn Dương, rất tuyệt vời. Đây, phải nói là đây là đội bóng của gia đình, nơi mà tất cả các thành viên từ cầu thủ đến ban huấn luyện cho đến các cổ động viên coi nhau như là những người anh em trong gia đình. Và sáng ngày hôm nay thì tôi có đọc được một cái lá thư của bác Quân Nguyễn ở trên Facebook với một nội dung rất là xúc động, xin được đọc để cho mọi người cùng nghe. Gửi dũng sĩ và các học trò tình yêu của tôi, chỉ còn hơn 30 tiếng đồng hồ nữa là trận cầu đinh trong mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam diễn ra. Bây giờ là 3 giờ 45 phút ngày 3 tháng 8, mọi người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, nhưng thằng anh điên dại này vẫn thao thức sôi sục và không chợp mắt được. Chỉ vì nghĩ đến em, các cháu trong trận cầu trong mơ, là người gần gũi với các em và các cầu thủ, anh hiểu để có được kết quả của ngày hôm nay, các em và các học trò đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, hy sinh vô cùng lớn vì thân phận con nhà nghèo. Nhưng thôi không nói nữa, nói ra thiên hạ lại bảo mình kể khổ. Với lại bây giờ đã có dược phẩm Nam Hà rồi, đỡ nhiều rồi. Anh em mình và 2 triệu người dân Nam Định cảm ơn dược phẩm Nam Hà nhiều lắm. Trong giây phút này, anh chỉ muốn nhắn gửi đến các em, các học trò, hãy chiến đấu hết mình. Hãy chiến đấu hết mình, cống hiến hết mình. À mà không, phải chiến đấu bằng 300% sức mình. Phải có những thông tin quay lại để tái hiện lại trận cầu năm 2003, để cho các cụ, các ông, các bà và bố mẹ của các cháu sau năm 2000 được sung sướng, được hả hê mà nói với các cháu rằng hôm nay dược Nam Hà Nam Định đã hay quá, hay hơn trận cầu năm 2003. Còn riêng anh cũng như 3 vạn khán giả có mặt trên sân Liên Trường sẽ cháy hết mình, sẽ cháy hết mình, điên dại 300% sức mình. Anh sẽ đi khắp các khán đài để hô Nam Định, Nam Định, Nam Định, đầy tự hào và kiêu anh, yêu các em và các cháu dược Nam Hà, Nam Định. Rất hay đúng không các bạn? Và đây, bây giờ trận cầu đã không còn một chỗ trống rồi. Trường rất sướng. Lúc này Tuấn Anh và Văn Thanh
ngồi trên khán đài dành cho những cầu thủ không thi đấu của đội khách. Bây giờ không còn chỗ nữa và hai bạn ấy đã phải đi một chỗ khác.